Chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sang thầy bài cm khối và dm khối. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học cho thầy những cái đơn vị thể tích khá là quen thuộc, đó là cm khối và dm khối. Thế thì các em hình dung như này, cm khối của chúng ta ấy chính là thể tích của một cái hình lập phương mà có cạnh dài 1 cm, và cm khối các bạn viết tắt là cm mũ 3 lên. Thế còn dm khối chính là thể tích của một hình lập phương có cạnh là dài 1 dm, và chúng ta viết tắt là dm và mũ 3. Thế thì hình lập phương có cạnh 1 dm nó sẽ gấp 1.000 lần hình lập phương có cạnh là 1 cm. Và lúc này các em sẽ có công thức, đó là 1 dm khối bằng 1.000 dm khối nhé. Phần thứ hai đó là phần bài tập, các bạn sẽ học cho thầy cách đọc và cách viết. Thứ nhất đó là những cái số tự nhiên kèm theo đơn vị, hoặc là những cái số thập phân kèm theo đơn vị, hoặc là những cái phân số kèm theo đơn vị. Thì các bạn sẽ đọc cho thầy cái phần số trước, sau đó đọc đơn vị sau nhé. Phần thứ hai đó là các bạn luyện tập cho thầy cách đổi. Thì từ dm sang cm khối các bạn sẽ nhân với 1.000, còn từ cm khối sang dm khối các bạn sẽ chia 1.000 nhé. Và các em sẽ áp dụng cho thầy những cái quy tắc nhân 1.000 và chia 1.000 để các em làm nhé. Tiếp theo đó là còn thời gian chúng ta sẽ cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra để giúp các em hiểu được nội dung của bài hôm nay, đó là cm khối và dm khối nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thầy phần đầu tiên ở lý thuyết nào. Ta ghi cho thầy như sau: để đo thể tích, người ta có thể dùng những cái đơn vị cm khối và dm khối. Phần A như sau này. Ta ghi cho thầy là cm khối. Cm khối là thể tích của hình lập phương. Là thể tích của hình lập phương. Là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm. Có cạnh dài 1 cm. Cm khối viết tắt, ta ghi thầy là viết tắt đó là cm ở trên mũ 3 lên. Tại sao lại có cái ký hiệu mũ 3 này? Đơn giản đó là thể tích của một hình về sau, của hình lập phương về sau ấy, các bạn sẽ là bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh, đúng không? Vì thế các em thấy rằng là phải là mũ 3, bởi vì có 3 cạnh nhân với nhau. Tương tự như vậy thì B để cm khối, để cm khối là thể tích của hình lập phương, là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 dm, có cạnh dài 1 dm. Và lúc này các em viết tắt là dm khối như này. Viết tắt là dm và các bạn mũ 3. Mối quan hệ giữa dm khối và cm khối như sau này. Ta ghi tính toán cho thầy. Hình lập phương mà có cạnh 1 dm, có cạnh 1 dm đây là gồm, thì các em biết rằng là diện tích, thể tích của một hình lập phương ấy thì sẽ bằng là cạnh nhân cạnh, đúng không? Nghĩa là các bạn sẽ lên 10 nhân 10 nhân với 10. 10 nhân 10 là 100, 100 nhân 10 em được là 1.000. Đơn vị là hình lập phương có cạnh 1 cm, có cạnh 1 cm. Vậy lúc này ta có đổi như sau, đó là 1 dm khối bằng là 1.000 cm khối.
Đấy chính là cái phần lý thuyết mà các em học trong bài hôm nay. Bây giờ để giúp các em hiểu bài hơn, chúng ta cùng nhau làm thêm bài tập nào. Bài số 1. Bài số 1. Thì bài yêu cầu là viết vào ô trống. Bài yêu cầu là viết vào ô trống. Chúng ta ghi thành như sau. Đầu tiên đó là viết số. Bên này đó là gì? Đọc số. Đầu tiên các em sẽ có viết số là 76 cm khối. Em đọc như sau này. Đọc là 76. Đọc số trước nha. 76 cm khối. Cm khối. Tiếp theo 519 đề xi mét khối. Em đọc số trước là 519. Đơn vị là đề xi mét khối. Đề xi mét khối. Tiếp theo 85,08 đề xi mét khối. Các bạn đọc số trước là 85. 85, 5 của chúng ta là L cao nhá. 85,08 đề xi mét khối. 08 đề xi mét khối. Tiếp theo này, 4,5 cm khối. Các bạn đọc phân số trước. Em đọc là 4,5 cm khối. Cm khối. Cm khối. Bây giờ ngược lại, nếu như mà đề bài cho các em gì? Đề bài cho các em liên quan đến cách đọc thì chúng ta lại chuyển sang cách viết số nhé. Nếu đề bài cho là 192 cm khối, ta ghi sang bên này nhé. Đề bài cho cách đọc là 192 cm khối. Cm khối. Thì các bạn đọc và viết cho thầy 192. Đơn vị là gì? Cm khối. Tiếp theo là cách đọc như sau này. 2,001 đề xi mét khối. 2,001 đề xi mét khối. Đề xi mét khối. Ta sẽ viết dày phần số trước này. 2,001 đề xi mét khối này. 3,8 đề xi mét khối. 3,8 cm khối. Cm khối. Hôm nay các em viết như sau này. 3,8. Đây, viết cho thầy phân số trước. 3,8 này. Cm khối. Chưa? Vậy qua bài số 1 này các em đã hiểu cách đọc và cách viết chưa? Chúng ta chuyển cho thầy sang bài số 2 này. Thì bài yêu cầu là viết số thích hợp vào chỗ chấm. Viết số thích hợp. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Vào chỗ chấm. Câu A đầu tiên đó là 1
cm khối là bằng bao nhiêu gì cm khối nào? Chúng ta cùng nhau và điền cho thầy nhé. Đầu tiên đó là một decimet khối bằng bao nhiêu cm khối. Đây các em dựa vào kiến thức các em vừa mới học. Ở đây là những cái đơn vị đo thể tích. Vì thế là chúng hơn kém nhau 1.000 lần giữa các hàng với nhau. Vì thế là một decimet khối sẽ bằng là 1.000 cm khối. 5,8 decimet khối sẽ bằng bao nhiêu? Lúc này các bạn sẽ 5,8 nhân với 1.000, các bạn sẽ dịch chuyển 3 dấu phẩy sang phải. Ở đây có một dấu 8 rồi, phải thêm 2 dấu 0 vào. Em được là 5.800 cm khối. Tương tự như vậy nào, 375 cm khối là bằng, các bạn nhân với 1.000 là thêm 3 dấu 0 vào. Em được 375.000 cm khối. Thế còn 4/5 decimet khối bằng, các bạn lấy 4/5 các bạn nhân với 1.000, vậy trên tử em sẽ được là 4.000, vâng, 4.000/5 centimet khối. Và nếu mà em đổi tiếp là lấy 4.000 chia cho 5 thì lấy 40 chia 5 được 8, vậy em sẽ viết là 800 centimet khối. Vậy các em hiểu ra chưa? Ngược lại là nếu chúng ta đổi từ đơn vị thấp lên đơn vị cao, các bạn sẽ phải chia cho 1.000 và chúng ta sẽ áp dụng quy tắc để các em dịch chuyển nhé. Đầu tiên là 2.000 cm khối bằng, các em lấy 2.000 chia cho 1.000, chúng ta sẽ được là bằng 2 cm khối. Tiếp theo là 490.000 cm khối, đổi sang để cm khối bớt 3 số 0 đi, em được là 490 để cm khối. Còn là 154.000 cm khối bằng, ở đây các em gì đây, bớt 3 số 0 đi, chúng ta được là 154 để cm khối. Khó một chút nào, 5.100 cm khối. Muốn đổi sang decimet khối các bạn sẽ phải dịch chuyển 3 dấu phẩy. Dịch chuyển dấu phẩy 3 chữ số thì các em thấy là 100, các em dịch chuyển. Vậy chúng ta đánh là 5,1 decimet khối nhá. Trên đây đó là phần lý thuyết và bài tập của bài cm khối decimet khối. Bây giờ để giúp các em hiểu bài hơn, chúng ta cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra nhé.
Chúng ta cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra nhé. Bài số 1 này, viết cho thầy vào những cái ô trống này. Em sẽ có là 7 ý đúng không? Bài số 2 chúng ta là viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây các em có 8 ý nhá. Chúng ta hãy cùng nhau làm thầy bài kiểm tra này nhá. Chúng ta kết thúc với thầy bài cm khối, decimet khối ở đây nhá.